Quý vị và khán giả đang theo dõi bản tin trên kênh An ninh 24 giờ. Thưa quý vị, trong đời sống tinh thần đa dạng và phong phú của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng và sâu đậm nhất. Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong các câu ca dao dân ca để những thế hệ làm con luôn phải ghi nhớ. Yêu quý cha là một điều đáng quý, nhưng quý vị sẽ có cảm giác ra sao khi mà người cha chúng tôi muốn nói đến ngay sau đây lại có hành vi sau gần 20 năm ròng rã xâm hại tình dục con gái của mình, khiến nạn nhân mang thai, sinh nở hai người con. Điều kinh khủng là tội ác chưa dừng lại khi nghi phạm tiếp tục định xâm hại chính cháu ngoại, cũng chính là con gái của mình. Vậy nội dung chi tiết câu chuyện này ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Cha xâm hại khiến con gái hai lần sinh nở. Đường về nhà nghi phạm Lê Huế, tên thường gọi là Mười, sinh năm 1954, ngụ tại thôn Hang Rơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ án cha ruột hiếp dâm con gái gây chấn động dư luận. Đó là con đường độc đạo bê tông liên thôn chạy dài qua trụ sở ban nhân dân xã nối liền với các thôn. Thôn Hang Rơi heo hút gần cuối con đường, nằm dưới chân núi Hòn Hèo, cách bờ biển chừng cây số. Căn nhà của nạn nhân Lê Thị Nở, tức con gái ruột ông Huế, sát hông bên phải là nhà của nghi phạm. 4 tháng trước đây, nạn nhân Nở đã nhờ người làm đơn do nạn nhân không biết chữ, tố cáo cha mình lên chính quyền xã do thường xuyên bị cha xâm hại tình dục. Không những thế, ông ta còn có hành vi đổi bại với cả cháu ngoại của mình. Tiếp nhận thông tin từ phía nạn nhân, nhận thấy vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý, xã đã chuyển vụ việc lên công an thị xã Ninh Hòa. Từ đây, nhiều hành vi suy đồi đạo đức kinh khủng đã dần được lộ diện. Kẻ đổi bại đòi xâm hại cả cháu ngoại. Nghi phạm Huế là người vùng khác đến Hang Rơi lập nghiệp từ những năm 1970. Lấy vợ là người ở địa phương, có 8 người con, một người con trai đã chết, trong đó có 4 cô con gái. Nạn nhân Nở là con gái đầu của nghi phạm. Tính theo năm sinh của cháu Hoa, con gái đầu lòng của chị Nở, thì nạn nhân này đã bị cha xâm hại bắt đầu từ khoảng năm 15 tuổi. Tội ác đã kéo dài hơn 20 năm. Một nhân chứng có mặt trong buổi làm việc giữa nạn nhân Nở với cơ quan chức năng kể lại. Do sự việc diễn ra trong thời gian quá dài, đến chị Nở cũng không nhớ tường tận những lần bị cha xâm hại. Mỗi lần Huế lên cơn đồi bại là lại lôi chị ra đánh đập, nạt nộ rồi mới khống chế và ép quan hệ. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Huế còn đe dọa nếu nói sự việc cho ai biết thì sẽ giết chết. Khi đó chị còn nhỏ tuổi nên rất khiếp sợ và chưa hiểu hết được việc làm đồi bại của người cha. Đến khi mang thai và sinh đứa con gái đầu lòng, chị kể chuyện cho mẹ biết nhưng mẹ chị dường như không quan tâm. Mặc sự thật kinh khủng đang diễn ra trong căn nhà rách nát bấy giờ. Do đó, những lần xâm hại tình dục của người cha với con gái vẫn diễn ra như cơm bữa, đâu lại vào đó. Lần thứ nhất thì có thể do sự thiếu hiểu biết, nhưng sao vẫn xảy ra lần mang thai thứ hai? Chị Nở cho biết, chị cắn răng chịu đựng việc này nhằm để cho những người em gái trong nhà được bình yên và những người em có thể lấy chồng, lấy vợ. Hai người con gái chị Nở sinh ra, theo nhận xét của làng xóm thì có phần nhận thức chậm, không được học hành. Đứa đầu thì nhìn ốm yếu, xanh xao, đứa sau có da có thịt hơn. Có lẽ vậy mà ông kia mới có ý với đứa cháu ngoại kiêm con của chính mình, một hàng xóm cho biết. Sự việc chỉ bị tố cáo khi một ngày giữa năm 2014, chị Nở đi bắt ốc ngoài bờ biển. Hai đứa con gái ngủ ở nhà, Huế mò sang nhà, vén màn lên, tính giở trò đồi bại với cháu ngoại thứ hai. Bị phản ứng dữ dội, bé gái la hét dữ quá, Huế mới thôi. Khi đi làm về, nghe con kể vậy, chị Nở như chết lặng. Sau những giây phút cay đắng, chị quyết tâm mẹ mình đã không bảo vệ được mình thì mình phải bảo vệ con mình. Chị Nở qua gặp mặt cha để hỏi rõ sự việc. Nghi phạm đã không lo sợ mà còn quát nạt ầm ĩ, đập phá đồ đạc, trắng trợn mà tuyên bố: "Mày không cho tao thì tao lấy con gái mày." Tức nước vỡ bờ, lần này chị Nở quyết định nhờ người làm đơn giúp, tố cáo vụ việc mặc cho những tiếng xấu có bủa vây. Chính quyền làng xóm ở đâu? Qua tiếp xúc, nhiều người dân tại nơi đối tượng Huế cư trú cho biết đã có sự nghi ngờ vụ việc từ lâu, nhưng sao vẫn để sự việc này tồn tại lâu dài đến như vậy? Những năm ấy, khu vực Hang Rơi là vùng hẻo lánh, đường đi lầy lội, khó khăn. Chỉ hơn chục hộ dân sinh sống. Mãi sau này, dân kéo về làm kinh tế mới đông đúc hơn. Nhưng nay cũng có khoảng 75 nóc nhà với hơn 300 nhân khẩu. Do đó, hàng xóm láng giềng và các cấp chính quyền khó có thể quan tâm sát sao được đến đời sống người dân. Chính sự hẻo lánh hoang vu này khiến tội ác trên mới kéo dài trong nhiều năm như vậy. Những năm con gái ông ta sinh đứa con gái đầu tiên, cũng có người nghi ngờ đứa cháu ngoại đó cũng chính là con của ông Huế. Sâu chuỗi lại đâu thấy chị Nở giao du với người đàn ông nào mà có thai được. Rồi tiếp đến đứa thứ hai sinh ra, sự nghi ngờ ấy lại càng dâng cao. Nhưng không có bằng chứng gì, nạn nhân thì lại không tố cáo, nên hàng xóm bàn tán qua lại rồi cũng thôi, chứ cũng chẳng làm gì được.
Đến hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng, công an đến bắt ông Huế cả thôn không bất ngờ gì, một hàng xóm cho biết. Nói đến đây, vậy chính quyền địa phương lúc đó ở đâu? Theo như ông Nguyễn Hùng Hân, phó trưởng thôn Hang Rơi cho biết, dù trước đó có thông tin về vụ việc, nhưng đó chỉ là những nghi ngờ chưa có căn cứ, không có người chứng kiến nên địa phương không điều tra, nay do chính người trong cuộc tố cáo vụ việc mới bị phát giác. Nhận xét về thời gian sống tại địa phương, ông phó thôn đánh giá, gia đình ông Huế được đánh giá là bình thường, không gây gổ, xích mích với hàng xóm, chưa có ai mắc tiền án tiền sự. Riêng ông Huế hay dùng vũ lực với vợ con mỗi khi dựa vào, nhưng cũng không nghĩ rằng ông ấy lại có thể có những suy nghĩ lệch lạc như vậy với con gái ruột của mình. Liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hòa để tìm hiểu vụ việc, đại diện chính quyền xã cho biết vụ việc đã được chuyển lên thị xã Ninh Hòa giải quyết. Sau một thời gian điều tra có đủ bằng chứng về sự liên hệ huyết thống giữa nghi phạm Huế và hai cháu ngoại Lê Thị Hoa và Lê Thị Sen, công an đã bắt khẩn cấp và tạm giam nghi phạm Huế. Tội ác này đã kéo dài nhiều năm, vi phạm pháp luật, chà đạp lên đạo đức, một phần là do sự bao che của chính những người thân thủ phạm và nạn nhân, sự thờ ơ, vô trách nhiệm của làng xóm. Tuy nhiên trong vụ việc này, đáng trách không kém nghi phạm chính là mẹ của nạn nhân, vợ của nghi phạm. Người phụ nữ ấy đã nhẫn tâm che giấu, tiếp tay cho tội ác âm thầm diễn ra hàng chục năm trời. Tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái mình cho chính chồng để thực hiện hành vi đổi bại đến như vậy? Một trường hợp khác cũng liên quan đến nhân phẩm đồi trụy của người thân trong gia đình tại Bắc Giang. Con gái 15 tuổi tố bị bố đẻ xâm hại tình dục từ năm 2019 đến nay. Khi những đứa trẻ sống trong chuỗi ngày kinh hoàng. Qua tìm hiểu được biết, vụ việc trên xảy ra tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi xuất hiện thông tin vụ việc, dư luận địa phương đã vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ vì hành vi vô nhân tính của người bố. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo địa phương cho biết, bé gái bị hại tên CTH, sinh năm 2005, còn người bố bị tố có hành vi xâm hại tình dục với cháu bé tên là Cao Văn Trờ, sinh năm 1979. Theo như lời khai ban đầu của cháu H cho biết, trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019, H đã bị bố xâm hại tình dục. Thời điểm đó, mẹ cháu H vẫn còn sống. Cho đến năm 2020, mẹ cháu H phát hiện ra bệnh ung thư phổi, đến ngày 6 tháng 9 mới mất được 49 ngày. Vào buổi trưa ngày 6 tháng 9, trong buổi làm lễ 49 ngày cho mẹ, cháu H có biểu hiện đến tháng nhưng cháu không để ý gì. Lúc này, cô dì cháu bé đã gọi lại hỏi và dặn dò phải kín kẽ vì đó là chuyện tế nhị. Sau khi được nhắc nhở thì cháu H ngồi khóc nức nở và kể lại mọi chuyện với mọi người về quãng thời gian kinh hoàng bị bố đẻ xâm hại. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương và công an. Khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành tách hoàn toàn cháu bé ra khỏi bố, cho sang nhà bác ở bên cạnh để chăm sóc ổn định tâm lý. Sau khi tiến hành động viên, lấy lời khai ban đầu tại Ủy ban Nhân dân xã, cháu H kể lại toàn bộ sự việc. Được biết, bố cháu đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục cháu nhân lúc mẹ không có nhà. Mặc cho cháu cố vùng vẫy, ông ta vẫn dọa nạt và cấm cháu được hé lời với bất cứ ai. Kể cả khi mẹ cháu qua đời, ông ta lại càng được nước lấn tới. Nhưng cô bé 15 tuổi ở một mình với cha trong một căn nhà không biết nói với ai. Khi có lời khai ban đầu, công an huyện và công an tỉnh đã có mặt tại địa phương, tiến hành đưa bố cháu bé đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ, vị lãnh đạo địa phương thông tin. Được biết là cháu Hát nghỉ học từ năm lớp 6. Sau khi nghỉ học, cháu ở nhà với bố mẹ. Hiện cháu đang được chăm sóc ở nhà người thân, không có dấu hiệu mang thai. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Thật đau buồn khi những hành vi đổi trụy trên lại xảy ra trong chính gia đình của nạn nhân. Đôi khi có rất nhiều kẻ đồi bại lại lợi dụng chính thân phận người thân để giở trò với các em. Những câu chuyện trên cũng chính là hồi chuông cảnh giác đến gia đình cần quan tâm hơn đến con em của mình, nhận thức những sự đổi thay trong lứa tuổi các em. Chính quyền địa phương cũng cần phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn, an ninh trật tự cho người dân trong khu vực, thường xuyên tuyên truyền về giới tính và nạn bạo hành tình dục để các em phòng tránh và biết cách giải quyết vụ việc, tránh những trường hợp không may xảy ra. Đến đây thì thời lượng của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng An ninh 24 giờ trong suốt thời lượng lên sóng bản tin ngày hôm nay. Và đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.